ở trường tiểu học Thanh Xuân, huyện Quan Hóa. Phần đông học sinh là con em đồng bào Thái, Mường, nhà ở xa trường, đường xá cách trở. Trước đây, để đến trường, các cháu ở bản Vui, bản Giá phải đi qua những chuyến đò tròng trành con nước. Dù vất vả, gian khó vậy, nhưng những đứa trẻ ở đây chưa khi nào từ bỏ ước mơ muốn được đến trường. Đó cũng là động lực lớn nhất để thầy giáo Đặng Xuân Viên bắt đầu hành trình tạo dựng cơ sở bán trú cho học trò của mình. Xuất phát từ cái tình yêu thương, tôi thấy là các em nó khó khăn như vậy, vất vả như vậy. Và các thầy các cô trong trường là ai cũng mong muốn là phải làm được một cái gì đó cho các em, giúp các em đỡ khó khăn. Cho nên là cái việc tổ chức cho các em nấu cơm cho các em ăn ở trường, các em được ngủ ở trường để tạo điều kiện cho cái buổi chiều cho các em nó tiếp tục đi học. Mà qua cái hoạt động bán trú, cái hoạt động nấu ăn ở trường thì cái việc mà các em đi học thì rất là chuyên cần. Sau khi lên kế hoạch, báo cáo với lãnh đạo huyện, phòng giáo dục và đào tạo huyện Quan Hóa, thầy Viên viết thư ngỏ kêu gọi sự hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa. Đến nay, trường tiểu học Thanh Xuân là đơn vị đầu tiên tổ chức học bán trú cho học sinh điểm lẻ. Hiện tại, 286 học sinh ở 4 điểm trường đều đã được ăn nghỉ bán trú, đến lớp đều đặn hàng ngày. Hơn 30 năm bám bản, bám trường, gắn bó với học sinh nơi thâm sơn cùng cốc, thầy Viên nguyện dành cả cuộc đời cho sự nghiệp trồng người ở huyện vùng cao Quan Hóa. Nhắc đến đồng chí Đặng Xuân Viên thì bản thân tôi cũng như đồng nghiệp đều có chung một cái suy nghĩ, một cảm xúc. Đó là một người thầy luôn tận tâm hết mình với nghề và luôn yêu thương học sinh. Và dù ở bất kỳ cương vị nào thì đồng chí cũng luôn gương mẫu đi đầu, không quản mọi khó khăn và biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp. Những cái việc làm của đồng chí thì đã có một cái sự lan tỏa rất là lớn đến chúng tôi, khiến chúng tôi cần phải học tập, làm theo và cống hiến hết mình. Nhờ sự đóng góp của các thế hệ giáo viên bám bản, bám trường, sự nghiệp giáo dục trên huyện miền núi Quan Hóa luôn phát triển không ngừng. Thầy hiệu trưởng Đặng Xuân Viên cùng tập thể nhà trường đã xây dựng trường tiểu học Thanh Xuân đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Với những thành tích xuất sắc, công đoàn trường tiểu học Thanh Xuân là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Năm học 2021-2022, công đoàn nhà trường được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua. Cuộc đời chị Hà Thị Thoa ở xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa gặp quá nhiều bất hạnh. Chồng chị mất sớm do căn bệnh ung thư máu. Năm 2016, con trai chị phát hiện bị bệnh tan máu bẩm sinh. Từ đó đến nay, định kỳ hàng tháng, chị lại đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để khám, điều trị và truyền máu cho con. Có được căn nhà kiên cố vững chắc là ước mơ của nhiều người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Thấu hiểu điều này, Công đoàn Tòa án Nhân dân huyện Quan Hóa, nơi chị Thoa đang công tác, đã đề xuất công đoàn cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí, giúp gia đình chị xây một căn nhà mới kiên cố để có chỗ ở ổn định. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cùng người thân, đồng nghiệp và bạn bè của chị Thoa đã giúp đỡ chị làm được căn nhà, tổng kinh phí khoảng 350 triệu đồng, trong đó quỹ mái ấm công đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng. Nhiều khi tôi rất tủi thân vì con ốm đau bệnh tật, một tháng đi viện một lần, do hoàn cảnh gia đình cũng neo người. Với số lương ít ỏi của tôi, làm một nhân viên cũng không đủ để chi trả cho con đi viện. Nhưng với sự quan tâm đóng góp của cơ quan đơn vị Liên đoàn Lao động thì gia đình tôi đã được quan tâm hỗ trợ xây nhà, một ngôi nhà khang trang sạch đẹp. Chị Hà Thị Thoa là một trong những trường hợp được Liên đoàn Lao động huyện Quan Hóa hỗ trợ làm nhà ổn định cuộc sống. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện đã xét đề nghị công đoàn cấp trên hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà, mái ấm công đoàn cho 71 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,9 tỷ đồng. Tổ chức chương trình Tết Sum Vầy trao quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 150 triệu đồng. Tổ chức Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động trao 30 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ở trong những năm qua, Liên đoàn huyện Quan Hóa đã triển khai hiệu quả thiết thực công tác chăm lo đời sống của đoàn viên. Tuy nhiên, hoạt động chăm lo của đoàn viên của tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện vẫn còn gặp một số khó khăn, như là huyện miền núi, đời sống của nhân dân nói chung cũng như đoàn viên người lao động nói riêng còn nhiều khó khăn. Việc huy động các nguồn lực để chăm lo cho người lao động còn hạn chế, chủ yếu từ sự hỗ trợ của Liên đoàn tỉnh và sự đóng góp của đoàn viên. Bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, Liên đoàn Lao động huyện Quan Hóa đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Từ đó, công đoàn trở thành điểm tựa giúp đoàn viên từng bước vượt qua khó khăn, yên tâm lao động, sản xuất để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, càng thêm tin tưởng, gắn bó và đồng hành xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.